Thưa quý vị, trong 2 ngày qua trên địa bàn huyện Bắc Trà My có mưa to và rất to, khiến cho nước sông suối lên nhanh. Tình trạng sạt lở đất diễn ra nhiều nơi đã làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Vào lúc 1 giờ ngày 6 tháng 11 tại tổ đàn bộ thị trấn Trà My, sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn một ngôi nhà có 9 người, làm 4 người bị thương, 5 người bị chôn vùi. Lực lượng cứu nạn huyện Bắc Trà My đã tìm thấy 2 thi thể, còn 3 thi thể đang tiếp tục tìm kiếm. Ngay trong sáng nay, hơn 220 cán bộ chiến sĩ của quân khu 5 đã đến Bắc Trà My hỗ trợ địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn và di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.